Chào mừng quý vị đã đến với TAFA, bản tin Hoa Kỳ. Bản tin Hoa Kỳ ngày hôm nay bao gồm những nội dung sau đây. Xin chào mọi người. Trong video ngày hôm nay, mình xin cập nhật lịch visa và lịch mở hồ sơ của tháng 9 năm 2021. Lịch visa dành cho các hồ sơ đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chính. Trung tâm visa NBC đã xét duyệt xong và đang chờ ngày phỏng vấn. Đầu tiên là duyệt F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh còn độc thân trên 21 tuổi, đã đến ngày 1 tháng 12 năm 2014. Và như vậy so với luật cũ là tăng khoảng 1 tuần. Duyệt F2A, thường trú nhân bảo lãnh vợ hoặc chồng còn độc thân dưới 21 tuổi, vẫn đang ở trạng thái là current. Duyệt F2B, thường trú nhân bảo lãnh vợ hoặc chồng còn độc thân trên 21 tuổi, đã đến ngày 22 tháng 9 năm 2015. Và như vậy, so với lịch cũ, là ở trạng thái đứng yên. Diện F3, công dân Hoa Kỳ, bảo lãnh con đã lập gia đình, đã đến ngày 22 tháng 1 năm 2008. Và như vậy là tăng 2 tuần. Diện F4, công dân Hoa Kỳ, bảo lãnh anh chị em, đã đến ngày 22 tháng 3 năm 2007. Và như vậy là tăng 3 tuần. Và kế đến là lịch mở hồ sơ của tháng 9 năm 2021. Lịch mở hồ sơ dành cho những hồ sơ đã nhận giấy chấp thuận từ Sở Di trú USCIS và đã chuyển đến Trung tâm Visa NBC và đang chờ Trung tâm NBC cho nộp hồ sơ bảo trợ tài chính. Đầu tiên là diện F1, công dân Hoa Kỳ, bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đã đến ngày 15 tháng 5 năm 2016. Và như vậy, so với lịch cũ, là ở trạng thái đứng yên. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh vợ hoặc chồng còn độc thân dưới 21 tuổi, đã đến ngày 1 tháng 6 năm 2021. Và như vậy, so với lịch cũ là ở trạng thái đứng yên. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh vợ, chồng còn độc thân trên 21 tuổi, đã đến ngày 22 tháng 9 năm 2016. Và như vậy là ở trạng thái đứng yên. Diện F3, công dân Hoa Kỳ, bảo lãnh con đã lập gia đình, đã đến ngày 22 tháng 8 năm 2009. Và như vậy là trạng thái đứng yên. Diện F4, công dân Hoa Kỳ, bảo lãnh anh chị em, đã đến ngày 1 tháng 10 năm 2007. Và như vậy, so với lịch cũ, là ở trạng thái đứng yên. Và đó là một vài thông tin mình muốn cập nhật nhanh cho quý vị trong video ngày hôm nay. Nếu quý vị cảm thấy thông tin trong video này một phần nào đó hữu ích cho quý vị đừng quên nhấn nút like, nhấn nút chia sẻ cũng như là nhấn nút đăng ký kênh để giúp kênh phát triển cũng như là để nhận những video tiếp theo của mình một cách nhanh chóng nhất. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo nhé.